Rồi, tích vô hướng của vector A nhân vector B thì theo biểu thức tọa độ của mình sẽ được cái gì nhỉ? Có nhớ không? Nó cũng giống như là y thôi, năm lớp 10 ấy, x1 nhân x2 cộng y1 nhân y2 đúng không? Thì không gian thì thêm một cái nữa là z1 nhân z2 nữa. Đó, x1 cộng x2, x1 nhân x2 nhá, cộng với y1 nhân y2 nhá, cộng với z1 nhân z2. Đó, đây đây là cái cách mà mình tính tích vô hướng ở bằng biểu thức tọa độ. Ví dụ nhỉ? Ví dụ như là thầy có vector A có tọa độ là 1 2 âm 3, vector B có tọa độ là âm 1 2 4 đi chẳng hạn. Thì bây giờ thầy muốn tính vector A nhân vector B. Vector A nhân vector B thì mình sẽ được là 1 nhân -1 là âm 1 này. Đúng không? X nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z nhá. 1 nhân -1 là âm 1 chuẩn chưa? 2 nhân 2 là 4 đúng không? -3 nhân 4 là âm 12. Vậy ở đây mình sẽ được là -13 cộng 4 à? 9 đúng không? -9 đúng không? Đó, -9. Rồi. Tích vô hướng là một số nhá. Tích vô hướng kết quả mình ra là một số. Còn tí nữa mình sẽ học cái tích có hướng thì kết quả không phải ra một số nữa. Là cái gì thì nữa sẽ nói sau nhá. Rồi thì đây là cách tính tích vô hướng. Và bây giờ mình sẽ đến phần số 2, đó là ứng dụng của tích vô hướng này trong các dạng bài tập. Phần số 2 nhá, là ứng dụng. Ứng dụng nó trong các dạng bài tập thì ứng dụng nó kiểu gì, mình có dạng bài gì. Thật ra mình có khá là nhiều cái ứng dụng đấy, chứng minh vuông góc này, tính góc này, tính toán, có khá là nhiều dạng bài. Nhưng mà ở trong cái chương trình lớp 12 của mình thì mình sẽ không quá nhấn mạnh vào cái phần tích vô hướng này đâu. Thế nên là các bạn chỉ cần quan tâm vào thầy một cái dạng bài tập duy nhất thôi, đó là dạng bài tập tính góc. Đó, dạng bài tập tính góc, dùng công thức tích vô hướng để tính góc. Thì bây giờ mình có luôn nhá. Mình sẽ có công thức là, thật ra nó là kết hợp giữa hai cái công thức ở trên, giữa cái số 1 này này và cái số 2 thôi. Nó kết hợp hai cái này lại với nhau. Nó kết hợp hai cái này lại với nhau thì mình sẽ được cái công thức tính góc và cụ thể sẽ như nào. Thì bây giờ các bạn sẽ tính cho thầy này, viết cho thầy nhá. Đó là mình có công thức tính góc là mình có cốt của góc tạo bởi hai vector A và vector B. Đó, cốt của góc tạo bởi hai vector A và vector B thì sẽ bằng, các bạn có nhớ có một cái gì đó mà mình học lớp 10 có một câu mà rất là hay gọi hay đọc đúng không ạ? Cốt của góc tạo bởi hai vector bằng gì nhỉ? Bằng tích vô hướng trên tích độ dài. Nghe có quen không? Bạn nào mà không nghe quen thì chứng tỏ chưa năm lớp 10 thì bỏ học đúng không? Tích cốt của góc tạo bởi hai vector đúng không? Thì bằng tích vô hướng trên tích độ dài nhá. Câu ấy thì chắc chắn là đi học là phải biết câu đấy rồi. Đó. Cốt của góc tạo bởi hai vector thì bằng tích vô hướng chia tích độ dài. Rồi, ok, tích vô hướng là gì? Tích vô hướng chính là vector A nhân vector B đấy. Tích độ dài chính là độ dài của vector A nhân độ dài vector B đấy. Ok chưa? Rồi, ở trong bài này thì thầy không muốn các bạn phải nhớ công thức, các bạn chỉ cần nhớ thầy là tích vô hướng trên tích độ dài thôi. Và bây giờ mình thay số, thế nên là mình thầy chỉ viết thử thôi nhá. Viết thử nó công thức thôi chứ mình không cần phải học thuộc. Nào, vector A nhân vector B đó, mình lấy ở công thức số mấy? Mình sẽ lấy ở công thức số 2. Mình sẽ lấy từ công thức số 2. Đây, mình sẽ lấy từ cái này đúng không? Là mình có được x1 nhân x2 cộng y1 nhân y2 cộng với z1 nhân z2 chia cho độ dài của, nào bây giờ độ dài, bây giờ độ dài, nếu mà vector a cho là x1 y1 z1, vậy độ dài vector a là gì nào? Mình ôn lại cái bài đầu tiên luôn. Độ dài của vector cũng giống như là năm lớp 10 thôi, căn bậc 2 của x1 bình cộng y1 bình. Năm lớp 10 thì dừng ở đây thôi, năm lớp 12 thì thêm một cái nữa là z cộng z1 bình nữa là xong. Đó, vector b tương tự đúng không? Vector b sẽ bằng căn bậc 2 của x2 bình cộng y2 bình cộng với cả z2 bình. Đó, vậy thì ở đây mình thay vào thôi. Căn bậc 2 của x1 bình cộng x2 bình cộng y1 bình cộng z1 bình nhân với căn bậc 2 của x2 bình cộng y2 bình cộng z2 bình. Đó, rồi. Ok chưa? Tiếp theo này, tiếp theo là mình sẽ có một cái đánh giá ở trong phần này. Mình sẽ có một cái đánh giá. Đó là sao? Một cái đánh giá là khi mà cốt của mình, khi mà hai vector vuông góc với nhau, khi mà hai vector vuông góc với nhau thì cốt của mình bằng 0 đúng không? Cốt của mình bằng 90 đấy, cốt của 90 đấy. Hai góc vuông góc với nhau thì góc tạo bởi hai vector này, góc này bằng 90 đúng không? Mà cốt của 90 độ thì bằng 0. Cốt của 90 độ bằng 0. Vậy thì một phân số bằng 0, cả này bằng 0 này. Một phân số bằng 0 thì khi nào nhỉ? Khi mà tử bằng 0. Khi mà tử bằng 0 có nghĩa là vector A nhân vector B bằng 0 đấy. Hay là mình sẽ hay có một cái
cái dạng bài tập mà mình có thể là không bao giờ quên được đúng không? Đó là vector A mà vuông góc vector B. Thì vector A tích vô hướng vector A nhân vector B của mình bằng số 0 đúng không? Đó các bạn nhớ này không nhỉ? Hai vector mà vuông góc với nhau thì tích vô hướng của nó bằng 0. Rồi. Thêm một cái nhận xét như này. Đó là khi mà cái góc tạo bởi hai vector của mình nó là góc nhọn ấy, nó là góc nhọn 90 độ ấy, thì cốt của góc nhỏ hơn 90 độ thì sẽ dương nhá. Cốt của góc nhỏ hơn 90 độ thì sẽ dương. Để tóm lại là mình sẽ ra được cái biểu thức này lớn không này. Mình ra được biểu thức này lớn không? Mà ở dưới mẫu là độ dài thì luôn lớn không rồi. Vậy thì trên tử lớn không thôi đúng không? Vậy thì bây giờ chỉ cần là A nhân B, tích vô hướng của A nhân B lớn không. Vậy thì bây giờ thì thêm viết thêm một cái nữa nhá. Nếu mà cái góc alpha là góc tạo bởi hai vector, gọi là góc alpha nhá. Nếu mà góc alpha này là góc nhọn thì mình sẽ suy ra được là vector A nhân vector B của mình phải lớn hơn 0. Bởi vì góc nhọn là góc có cốt nhỏ hơn 90. Cốt nhỏ hơn 90 thì cốt dương. Cốt dương nhá, cốt dương thì phân số hay dương. Vậy thì tử dương đúng không? Vì mẫu đã dương rồi. Ngược lại thôi. Đó là gì nhỉ? Nếu mà alpha là góc tù thì mình sẽ có được là vector A nhân vector B của mình phải nhỏ hơn 0. Bởi vì cốt của góc tù, cốt của góc lớn 90 sẽ âm. Sẽ âm đó, thì cái phân số này sẽ nhỏ hơn 0. Mà mẫu dương rồi đúng không? Vậy thì tử phải âm. Đó. Rồi, đó là mình cần, đó là những cái gì mà các bạn cần phải ôn lại ở phần tích vô hướng. Thì mình cùng nhau nhìn lại nhá. Thứ là công thức tích vô hướng tổng quát này. Nhưng mà cái này mình sẽ không dùng cho bài tọa độ nhiều, mình sẽ dùng cái ở dưới. Để tính được tích vô hướng của A nhân B thì bằng x1 nhân x, x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z. Được chưa? Và cốt của góc tạo hai vector thì bằng tích vô hướng trên tích độ dài. Rồi, là bây giờ mình đi luyện tập này. Phần này mình học rất nhanh thôi, để mình chuyển sang phân tích có hướng nhá. Trên phạm OXY cho tam giác ABC, cho A, cho B, cho C, tính cosin, tính cos đấy, tính cos của góc A, tính cos của góc A. Rồi nào, bây giờ thầy cho các bạn 1 phút để các bạn bắt tay vào làm trước 1 phút đi, sau đó 1 phút thầy sẽ chữa. Và bạn nào mà làm sau thầy có nghĩa là chưa đạt tốc độ nhá. Các bạn phải làm nhanh hơn cả thầy. Đó, bởi vì thầy đã cho bạn trước đúng không? Mà thầy vừa nói vậy vừa làm vừa giảm nữa. Thế nên là làm sau thầy là làm rất muộn đấy nhá. Rồi nào các bạn làm xong và comment nào chính xác thầy nhá. Câu 1 đáp án gì? 1 phút nhá. Ok chưa? Bắt đầu làm này. Để bài cho tam giác ABC. Cho điểm A rồi nhá. Cho điểm A rồi, cho điểm B rồi, cho điểm C rồi, cho ba điểm ABC rồi. Để bài yêu cầu mình tính cos của góc A, nghe tính góc này. Rồi, ở đây nè, mình sẽ làm nhá. Ở đây mình có cos của góc A. Thì góc A ở đây, góc A của tam giác ABC là góc tạo bởi hai vector nào? Mình phải đưa về góc của hai vector đúng không, để mình mới dùng một công thức ở phần trên là tích vô hướng trên tích độ dài đấy. Thì góc A trong tam giác ABC là góc được tạo bởi vector AB và vector AC, có đúng không? Vậy đây sẽ là cos của vector AB và vector AC. Thì mình có công thức là gì? Mình có công thức là tích vô hướng trên tích độ dài, tích vô hướng chia tích độ dài. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là lắp số vào mình sẽ được là tích vô hướng có nghĩa là vector AB nhân vector AC. Tích độ dài nghĩa độ dài vector AB chính là AB. Độ dài của vector AC chính là AC đúng không? Rồi để tính tích vô hướng với tích độ dài thì kiểu gì phải ra vector đã. Bây giờ mình tính ra hai vector AB và AC nào. Tính ra vector AB thì mình lấy tọa độ điểm B trừ đi tọa độ điểm A. Ở đây mình sẽ được là, các bạn thấy bài này có vấn đề gì không? Bài này là bài lớp 10, bởi vì nó không có z đúng không? Nó không có z, nhưng mà vẫn thế, cái kiến thức của nó vẫn thế nhá. Vậy nên mình làm bài này mình vẫn luyện tập được. Nó thì thêm z thôi mà. Ơi thêm cái z thôi đúng không? Bài là bài lớp 10. Có mỗi x y này. Nào vector AB nào. Vector AB thì lấy b trừ a nhá. -1 -2 -1 là -3 này.
trừ 2 trừ 3 là trừ 5 này. Từ đây mình suy ra AB luôn. Từ đây mình suy ra AB sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 bình là 9, 5 bình 25. Vậy đây là căn của 34 à. Rồi, bây tính AC nào. AC thì mình lấy C trừ A, 3 trừ 1 là 2, 1 trừ 3 là âm 2. Vậy từ đây mình suy ra được AC sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình là 4, 2 bình là 4. Vậy đây là căn 8 à. Rồi nào, tiếp theo bây giờ mình tính tích vô hướng nhá. Tích vô hướng trên tử này. Tích vô hướng thì bằng gì? X nhân x cộng y nhân y. Ở không gian nhá thì thêm z nhân z nữa. Được chưa? X nhân x cộng y nhân y. Ở không gian thì thêm z nhân z nữa. Thì ở đây mình được là trừ 3 nhân 2 này bằng âm 6, cộng với trừ 5 nhân trừ 2 là cộng 10. Đó, độ dài là căn của 34 nhân với căn 8. Tích vô hướng trích độ dài, xong chưa? Rồi bấm máy tính thôi. Ở đây mình được là 4 này chia cho căn 34 này nhân với căn 10, à căn 8. Căn 17 trên 17, nhớ đáp án nó chưa trục, à đáp án nó để dạng chưa trục thì nó là 1 trên căn 17 nhá. Nó là 1 trên căn 17. Vậy đáp án mình sẽ là đáp án B đúng không? Đáp án mình sẽ là đáp án B. B chứ sao D? Trừ đâu ra này. Nào, rồi. Ok. Kim Tùng chưa làm kỳ bạc Tùng ơi. Tuấn Anh nhờ, Tuấn Anh, sao Tuấn Anh học buổi hôm nay nhờ? Hà Vi nữa, Hà Vi chưa làm kỳ vào. À đây rồi, ok. Câu 1 xong nhá. Câu 1 mình kết thúc này. Mình chuyển sang câu 2 này. Mình chuyển sang câu 2. Rồi, ok. Câu số 2 đề bài bảo là trong hệ trục OXY cho 3 điểm M, N và P, trong đó có điểm P là có chứa ẩn đúng không? Đề bài là tìm điểm M để tam giác MNP vuông tại N. Câu này khá dễ. Câu này khá dễ luôn đấy. Nào, làm nhá. Câu này thì làm luôn, chả có cho thời gian suy nghĩ gì hết đấy. Bởi vì câu này dễ mà. Nhớ cái lưu ý mà thầy cho các bạn sẽ nói vuông tại gì nhỉ? Vuông tại N đúng không? Vuông tại N. MP. Rồi, vuông tại N thì mình có ngay được yếu tố gì? Mình có ngay được hai vector vuông góc với nhau. Hai vector vuông góc với nhau thì sao? Thì tích vô hướng của nó bằng 0. Thì ở đây mình có ngay được cái gì nhỉ? NM vuông góc với NP không? Hay là vector NM vuông góc với vector NP đúng không? Vậy thì từ đây mình sẽ tương đương với là hai vector mà vuông góc với nhau thì tích vô hướng của nó sẽ bằng 0 thôi đúng không? Nào tính NM nào. Tính NM, NM thì mình lấy M trừ N. Lấy M trừ N. 2 trừ trừ 1 là 3 này. 3 trừ 1 là 2 này. Trừ 1 trừ 1 là trừ 2 này. NP nào. NP thì lấy P trừ N. Lấy P trừ N. 1 trừ trừ 1 là 2 này. M trừ 1 lại trừ 1 tiếp. Là M trừ 2. 2 trừ 1 là 1. Rồi. Nào. X nhân X cộng Y nhân Y cộng Z nhân Z nào. 3 nhân 2 này. 3 nhân 2 là 6 này. 2 nhân với cả M trừ 2 thì bằng thầy tính luôn nhá. 2 M trừ 4 đúng không? 2 này nhân với cả M trừ 2 mà. Cộng với cả Z nhân Z nào. Âm 2 nhân 1 là âm 2 đúng không? Bằng 0. Vậy tương đương với 6 trừ 4 bằng 2, 2 trừ 2 hết. Vậy 2M bằng 0. 2M bằng 0 vậy tương đương với M phải bằng 0. Vậy đáp án câu này chính là đáp án C. Xong. C xong rồi nhá. Rồi các bạn làm chậm thế, làm chậm thế. Rồi làm nhanh hơn nhá. Cố gắng làm nhanh hơn một tí. Hơi bị ngược đúng không? Bình thường mọi người các bạn làm các bạn cứ làm chậm, làm từ từ đúng không? Không sai nhưng mà không phải nhá. Các bạn làm chậm là các bạn não bạn không quá được phát triển đâu. Có cái gì mà nó ở giữa cái mức mà mình không nên học dễ quá. Mình không nên học dễ quá, mình học nhưng mà mình cũng không nên học khó quá. Nếu mà học khó quá thì nó dành cho những bạn có mục tiêu cực cao ấy. Có những bạn mà những cái mục tiêu bạn muốn chinh phục nó rất lớn mà các bạn có rất nhiều động lực để làm được cái vấn đề đấy thì, nhưng mà bởi vì rất khó nó sẽ khiến mình bị nản đấy. Nhưng mà thế nên là mình nên học ở cái mức độ nó hơi khó một tí đó, nhưng mà trong cái khả năng của mình nếu mình cố gắng thì các bạn cũng sẽ cố gắng hết sức có thể làm bài, như làm những bài tập ở đây nhá, nhanh nhất có thể. Ok chưa? Nào rồi tiếp theo. Câu số 3, làm nốt câu số 3 rồi mình chuyển dạng nhé. Làm nốt câu số 3 rồi mình chuyển dạng nào. Đề bài cho hai vector u, vector v và tìm tất cả giá trị của tham số m để cho
vector u và vector góc giữa vector u và vector b là 45 độ. Câu này khá đơn giản, úp công thức vào là xong. Úp công thức vào là xong đúng không? Úp công thức cos của góc hai vector là xong. Nào các bạn làm nào. Ok nhá, bây giờ thầy làm này, câu này bởi vì câu này khá dễ đúng không? Bây giờ thầy làm mà thầy chưa làm xong mà chưa thấy các bạn làm xong thì các bạn đang thực sự là tính toán gặp vấn đề nhá, và phải luyện tập lại và phải luyện tập ở trong những cái buổi cuối giờ này ấy. Những bài kiểm tra cuối giờ. Nào, để bài tính góc giữa vector u vector v thì ở đây mình dùng công thức cos đúng không? Góc là mình chỉ có cái công thức này thôi. Cos của góc ở hai vector thì bằng tích vô hướng vector u nhân vector v chia tích độ dài vector u nhân độ dài vector v. Thì ở đây đề bài cho gì? Đề bài cho ở đây bằng 45 độ. Đề bài cho cái cos ở đây bằng 45 độ. Thì đây là cos 45. Thì sẽ bằng cos 45 thì bằng là 1 trên căn 2 nhá, thì tính luôn này, 1 trên căn 2 bằng vector u nhân vector v x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z nào. X nhân x cộng y x 1 nhân 1 này là 1 này. 1 nhân 0 thì là 0 này. Trừ 2 nhân m là trừ 2m này. Ok chưa? Tích vô hướng xong. Đến tích độ dài nào. Đến tích độ dài nào. Đây là vector u đúng không? Vậy độ dài của nó bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình cộng z bình. 1 bình là 1 này, 1 bình nữa là 1 này, 2 bình là 4 này. Căn bậc 2 của vector v đúng không? Độ dài vector v. Căn bậc 2 của 1 bình là 1 này, 0 bình là 0 này, m bình để nguyên này. Rồi, ok. Tiếp theo nào? Tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo là mình sẽ rút gọn này đi một chút. 1 trên căn 2 này sẽ bằng là 1 trừ đi 2m chia cho căn của 1 cộng 1 cộng 4 là 6 này nhân căn của 1 cộng m bình này. Tiếp theo là gì nhỉ? Tiếp theo mình sẽ bình phương hai vế. Tiếp theo mình sẽ chưa bình phương về nhân chéo đấy đã, nhân chéo đấy đã. Giúp gọn qua một chút này. Căn 6 với căn 2 đây còn căn 3 đúng không? Rồi nhân chéo. Ở đây mình còn căn 3 nhân với căn của 1 cộng m bình bằng 1 trừ 2m. Rồi tiếp theo mất căn mình phải làm động tác gì? Tiếp theo mất căn thì mình phải làm động tác là mình bình phương hai vế. Và ở đây đã phát hiện ra một bạn quên mất cái này rồi. Bạn nào thì tự biết nhá. Nào ở đây có điều kiện gì nhỉ? Muốn bình phương hai vế thì hai vế phải dương. Vế này là toàn căn thì dương rồi, nhưng vế này thì chưa dương này. Mình phải có điều kiện là 1 trừ 2m lớn hơn 0, sau đó thì mình mới được bình phương hai vế. Thì mình ở đây mình sẽ tương đương với m phải nhỏ hơn 1/2. Rồi bây giờ mình mới bình phương hai vế này. Bình phương hai vế thì cái này còn 3 này đúng không? Cái này còn 1 cộng m bình đúng không? Bình phương cái này là 1 này trừ đi 4m cộng với cả 4m bình đúng không? Rồi chuyển hết sang một vế nào, chuyển hết sang vế bên này đi. 4m bình trừ 3m bình còn m bình trừ 4m 1 trừ 3 là âm 2 bằng 0. Rồi từ đây mình thấy ra được hai nghiệm đúng không? Thấy ra được hai nghiệm là m bằng 2 cộng căn 6 với m bằng 2 trừ đi căn 6. Nhưng mà mình chỉ lấy điều kiện là m nhỏ hơn 1/2 thôi. Đó, vậy thì cái này phải loại này. Thì mình chỉ lấy m bằng 2 trừ căn 6 thôi. Mình chỉ lấy m bằng 2 trừ căn 6 thôi. Vậy đáp án ở đây phải là đáp án C nhá. Bạn nào khoanh B là quên điều kiện. Bạn nào khoanh B là quên điều kiện. Đó. À bạn nào khoanh B thì là đã bị quên điều kiện đấy. Thì lưu ý lại ở thời nhá, đi thi nó chỉ cần một phát như thế thôi là xong rồi. Ok. Úi giời, bạn nào khoanh B đúng rồi là khoanh D à? Rồi nhá, đó, mấy bạn ra B là sửa hết cho thầy nhá, phải ra C nhá. Xong. Vậy thì xong phần tích vô hướng và bây giờ mình sẽ đến phần cực kỳ quan trọng này, đó là phần tích có hướng. Nào, lấy vở ra nhá, viết tiếp trong phần lý thuyết này. Các bạn cứ để cách ra khoảng 2 trang nhá. Thì mình nên viết lý thuyết trước đúng không? Thì lý thuyết của mỗi một buổi thì thường là khoảng 3 trang. Đó, mình viết một trang rồi đúng không? Thì mình còn 2 trang nữa. Đó, khoảng 3 trang. Tùy từng hôm nữa, hôm nay thì chắc là tầm đấy. Phần số 2. Phần số 2. Tích vô hướng. À tích có hướng. Phần số 2 tích có hướng. Ok. Nào, trước khi học tiếp bài này thì các bạn chú ý này, đến phần này là các bạn cần phải học rất là cẩn thận. Bởi vì cái tích có hướng này nó quan trọng kiểu như đạo hàm của hàm số ấy. Thì các bạn biết là tất cả các bài mình đều phải đạo hàm đúng không? Cực trị, đồng biến, nghịch biến, min max mình đều phải đạo hàm đúng không? Bài này cũng thế, về sau cũng thế.
đó là tất cả những cái phần sau kiểu gì mình cũng phải tính cái tích có hứng ở đầu tiên trước, phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, tất cả các bài sau đều phải tính cái tích có hứng ra hết. Thế nên là mình phải học cách tính có hứng rất cẩn thận này, và nó cũng khá là nhiều ứng dụng nữa, và nó cũng có rất là nhiều những cái ứng dụng ở trong bài sau nữa. Rồi, ok nhá. Vậy thì bây giờ mình sẽ đến phần số 1 là cách tính. Làm thế nào để mình có thể tính được cái tích có hướng này? Thì trước hết mình phải biết nó là cái gì đã, đúng không? Học một thứ thì đầu tiên mình phải biết nó là cái gì đã. Thì như ở trên nó là tích vô hướng, là nó là phép nhân giữa hai vector và nó ra là một số, đúng không? Thì bây giờ cái tích có hướng ấy thì nó là phép nhân như thế nào? Đúng không? Đều là tích, đúng không? Nhưng mà tại sao hai cái nó sự khác nhau? Đó, thì tích có hướng thì thứ nhất thầy biết các bạn là cái phần ký hiệu trước nhá. Đầu tiên là ký hiệu không phải là vector A nhân vector B nữa, mà nó sẽ là vector A và vector B ở trong cái ngoặc vuông. Đó, để bài gọi cái này là tích có hướng. Để bài gọi này là tích có hướng. Đó, tích vô hướng thì là dấu, chỉ là dấu chấm thôi, đúng không? Để là nhân hai vector thôi. Còn tích vô hướng thì mình sẽ đóng ở trong cái ngoặc vuông như này. Đó, thì đầu tiên là phần ký hiệu. Thì tích có hướng là một gì này? Như phần trên mình học, tất cả những câu tích vô hướng mình đều tính ra là một số, đúng không? Mình đều tính ra là một số. Nhưng tích vô hướng không phải là một số. Tích vô hướng khi mà cái kết quả của tích vô hướng ấy, cái kết quả của tích có hướng ấy thì không phải một số, mà cái kết quả của tích có hướng là một vector nhá. Thì ở đây các bạn ghi cho thầy này, hai chấm này là một vector nhá. Là một vector. Đó, là một vector. Vector có cái tính chất thỏa mãn gì? Là vector này có tính chất là nó vừa vuông góc với vector A mà lại vừa vuông góc với vector B. Đó. Cái vector tích có hướng này nhá, thế chứ gọi là vector tích có hướng thì nó vừa vuông góc vector A và nó lại vừa vuông góc vector B. Rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đến phần cách tính, giải thích cho bạn thêm một chút nữa tại sao tích vô hướng lại là một số, tích có hướng lại là một vector, đúng không? Thì bây giờ giải thích một chút xíu này, đó là bây giờ thì muốn vẽ một vector đi. Bây giờ mình còn học những cái liên quan đến vector, đúng không? Thì để vẽ một vector thì mình cần phải có gì? Thứ nhất là mình phải có hai điểm, đúng không? Hai điểm AB. Thì đầu tiên là mình phải có được đoạn thẳng AB trước. Được chưa? Đoạn thẳng AB, đúng không? Thì đoạn thẳng thì giúp mình có cái đại lực đặc trưng gì nhỉ? Đoạn thẳng thì có đúng một đại lực đặc trưng thôi, đó là độ dài, không? Độ dài, đúng không? Rồi, tiếp theo. Nhưng mà như này thì mình lại không biết chiều từ A đến B hay từ B đến A, đúng không? Vậy thì tiếp theo là cần phải có hướng nữa. Đó, một vector thì cần phải có độ dài và phải có hướng nữa, đúng không? Thì ở phần tích vô hướng là không có hướng, thì bỏ đi phần có hướng này. Vậy thì nó chỉ còn tính chất của độ dài thôi, mà độ dài thì là một số, không? Ok chưa? Mà vậy thì tích có hướng là thêm cả có hướng vào nữa. Cả có hướng và cả độ dài thì nó thành một vector, đúng không? Nó trở thành một vector. Đó, đấy là lý do tại sao tích có hướng của mình, cái kết quả mình ra sẽ là một vector chứ không phải là một số. Và bây giờ mình đến cách tính của nó này. Bây giờ mình sẽ đến cách tính của nó. Thì bây giờ thầy cho vector A có tọa độ là x1, y1, z1. Vector B có tọa độ x2, y2, z2. Và bây giờ thầy cần tính tích có hướng của vector A và vector B như này, đúng không? Và như thầy đã nói ở trên, đó là tích có hướng là một vector. Thế nên là nó sẽ gồm có x, y và z, đúng không? Bởi vì nó là một vector mà, thì nó sẽ có tọa độ của nó là x, y và z, đúng không? X này, y này và z này. Rồi, tính kiểu gì? Đó, thì ở đây mình sẽ có cái như sau. Mình sẽ có hai cái lưu ý để giúp mình tính được cái này. Đó là lưu ý thứ nhất, tính cái gì thì che cái đấy. Tính cái gì thì che cái đấy. Cụ thể là như thế nào? Là bây giờ thầy muốn tính x, đúng không? Thầy muốn cái tính x của cái tích có hướng này, cái vector tích có hướng này, thì thầy che x đi. Che x đi nhá. Thì các bạn nhìn này. Che x đi, đúng không? Bởi vì chỉ còn y z thôi, đúng không? Chỉ còn y với z thôi. Và mình sẽ, các bạn nhớ cái dạng nhớ cái dạng tính nhanh của đạo hàm bậc nhất trên bậc nhất đâu? Chéo chính trừ chéo phụ, đúng không? Chéo từ trái qua phải trừ đi chéo từ phải qua trái đấy. Hay là chéo từ trên xuống dưới trừ đi chéo từ dưới từ chéo xuống dưới trừ chéo lên trên đấy, đúng không? Chéo xuống dưới trừ chéo lên trên. Thế bình thường thì hay gọi là chéo chính trừ chéo phụ đấy. Chéo chính trừ chéo phụ thì sẽ là nhà gì nhỉ? Y1 Z2, đúng không? Trừ đi Y2 Z1.
Thì ở đây thầy không muốn các bạn phải học thuộc cái này, học chả học thuộc để làm gì đâu, vì mình cũng không nhớ được. Các bạn học cách để tính ra thôi. Ok chưa? Tiếp theo y là y tương tự. Bây giờ mình che y đi. Đúng không? Thì bây giờ mình che y đi thì mình còn là x với z thôi đúng không? Tính cái gì thì che đấy mà. Đây mình còn x với z như này thôi đúng không? Đó thầy không tô vào nữa thì nó bị rối nhá. Thì bây giờ nào nó bằng gì nhỉ? Nó bằng chú ý thầy ở giữa nhé, bạn nào viết rồi thì đang là hơi bị chạy được cầm này chạy trước ô tô nhá. Bạn nào không phải cái y ở giữa này, riêng cái ở giữa nó bị ngược, bạn chú ý nhá. Đó, tọa độ của y, tọa độ của cái ở giữa đấy, tọa độ của y ấy, bị ngược. Ngược có nghĩa là gì? Ngược có nghĩa là bây giờ mình không phải là chéo chính thì chéo phụ nữa, mà là chéo phụ thì chéo chính. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ là chéo từ từ đây, bình thường mình phải cái này trước đúng không? Nhưng bây giờ làm sao? Bây giờ cái này trước, đó, chéo phụ trước, có nghĩa là mình sẽ được là x2z1 trừ đi x1z2 trừ đi x1z2. Đó, cái ở giữa bị ngược nhá. Được chưa? Cái cuối cùng thì lại bình thường. Cái tọa độ cái z của mình thì lại bình thường đúng không? Tính z đúng không? Che z đi. Che z đi thì còn x1 x2 đúng không? x1 x2 y1 y2 lại chéo chính chứ chéo phụ nào. x1 y2 đúng không? Trừ đi x2 y1. Đó, ok. Đấy là cái cách mà mình sẽ tính cái bài tích có hướng. Thì sau đây sẽ có một cái câu ví dụ luôn nhá. Sau đây sẽ có một câu ví dụ luôn này. Xong chưa nhỉ? Xong rồi nhá, ví dụ này. Thầy có vector A có tọa độ là 3 âm 2 1. Vector B có tọa độ là 2 2 3. Bây giờ thầy muốn tính là tích có hướng của vector A và vector B. Tích có hướng của vector A và vector B thì được gì này? Nhìn thấy nhẩm nhá. Muốn tính x đúng không? Tọa độ của nó sẽ gồm có 3 tọa độ đúng không? X, y và z đúng không? Như này. X của nó này, che x đi. Che x đi thì mình còn y với z thôi đúng không? Y với z thôi và chéo chính trừ chéo phụ nhá. Nào, trừ 2 này nhân 3 này là âm 6 đúng không? Trừ đi 2 này nhân 1 thì bằng 2 đúng không? Vậy trừ 6 trừ 2 là trừ 8. Trừ 8 là x. Chuẩn chưa? Y này, che y đi. Che y đi nhưng mà cái ở giữa bị ngược. Chéo phụ thì chéo chính nhá. Chéo phụ thì chéo chính có nghĩa là mình sẽ được lấy là 2 nhân 1 đúng không? 2 nhân 1 thì là 2 này. Trừ đi 3 nhân 3 này là 9. 2 trừ 9 là âm 7. Cái này là âm 7. Đó, che z đi đúng không? Tính bài tính z thì che z đi. Z thì lại bình thường, lại vẫn chéo chính như chéo phụ. Che z đi thì còn x với y đâu nhá. Chỉ còn hai cái đầu tiên thôi nhá. 3 nhân 2 bạn nhẩm đấy, 3 nhân 2 là 6 này. 6 trừ đi 2 nhân trừ 2 là âm 4 đúng không? Thì đây là cộng 4. 6 cộng 4 là 10 không? Vậy cái này sẽ là 10. Đó, thì đây là tích có hướng của vector A, vector B. Thì sau đây thì các bạn sẽ tính tiếp cho thầy nhá, một vài cái nữa nhá. Ví dụ tiếp theo này, để mình tính cho quen tay nhá. Cho điểm A có tọa độ là 3, 2, âm 1. Điểm B có tọa độ là 2, 1, 1. Điểm C có tọa độ là 0, 2, 4. Rồi, ý A tính cho thầy tích có hướng của vector AB và vector AC. Ý B tính cho thầy tích có hướng của vector BC và vector A, AG. Với G là trọng tâm. Với G là trọng tâm của tam giác ABC. Từ từ nhá, nếu mà G là trọng tâm thì hơi xấu. G là trung điểm đi. Trung điểm của cái gì đẹp nhỉ? Trung điểm vẫn bị hơi bị xấu đấy. Thôi tính một bài xấu nhá, tính một bài xấu đi để cho nó quen. Đúng không? Trọng tâm của tam giác ABC. Nếu bạn tính được câu xấu này thì câu đẹp thì mình cũng sẽ tính được thôi đúng không? À từ từ thêm một cái lưu ý nữa, ở đây nhá, trước khi mà mình chuyển sang phần tiếp theo này, thêm một cái lưu ý nữa. Đó là tích có hướng của vector AB. Tích có hướng vector AB. Như tích vô hướng ấy thì vector A nhân vector B, tích vô hướng nhá, thì cũng như vector B nhân vector A thôi. Nhưng mà ở đây tích có hướng thì nó lại không như thế. Tích có hướng của vector A và vector B nó sẽ khác tích có hướng của vector B và vector A đấy nhá. Hai cái này khác nhau đấy và cụ thể hai cái này sẽ là số đối của nhau. Đó, ai là số đối nhau, vector này thì bằng trừ vector kia nhá. Vector này bằng trừ vector kia đấy. Rồi, vậy thì làm thế nào để mình tính được cho nó không bị nhầm? Thì ở đây các bạn chú ý này, ở đây nếu mà đề bài bảo là vector A t
tích tích có hướng của vector AB và AC đúng không? Thì mình để AB trước nhá, mình để AB ở phía trên, mình để AC ở phía dưới, giống như này. Đó, như này thì để A ở trên, B ở dưới đúng không? Thì mình giúp mình tính được vector AB, tích có hướng của vector AB. Đó, vector A, vector B đấy. Thì các bạn điểm gì, vector gì trước mình để trên, vector gì sau thì mình để xuống dưới. Sau đó mình tính như cái quy tắc mà thầy vừa dạy các bạn. Ok nhá, thì bây giờ mình sẽ luyện tập với thầy tính với thầy hai bài nào. Hai ý trong một bài đúng không? Nào, ý A nào. Thầy muốn biết là vector ở ý A, cái vector tích có hướng của AB ra AC, AB về AC thì ra được vector có độ có cái tọa độ bao nhiêu? Các bạn comment thầy nhá. Nào, tất cả các bạn đều comment nhé, đáp án nhé. Có bạn nào chưa hiểu cách tính không? Bạn nào chưa hiểu, bạn bấm nút giơ tay để thầy dạy lại cho. Còn các bạn đã làm rồi thì các bạn comment nào chính xác. Ở ý A này, ok, tất cả ra đáp án chưa nào? Sao mới nhận đáp án của hai bạn nhỉ? Có những bạn còn lại nào, Kim Tùng nào, Hà Vi đâu, Tú Anh nào, tính này, để mà bảo tích có hướng, tính tích có hướng của vector AB và vector AC đúng không? Tính để vector AB trước nhá, để lên AB lên trên nhá, vector AB thì sẽ là B trừ A, 2 trừ 3 là âm 1, 1 trừ 2 là âm 1, 1 trừ trừ 1 là 2. Rồi B tính AC, AC thì mình lấy C trừ A thôi, mình lấy C trừ A, 0 trừ 3 là âm 3, 2 trừ 2 là 0, 4 trừ trừ 1 là 5. Rồi bây giờ mình suy ra được này, tích có hướng là một vector đúng không? X của nó chia x đi, chéo chính như chéo phụ nào, trừ 1 nhân 5 là trừ 5 này, trừ đi 0 nhân 2 là 0 đúng không? Trừ 5 trừ 0 thì sẽ là âm 5. Che y này, che y đi, nhưng mà ở y nó bị ngược nhá, cái tọa độ y bị ngược, bởi vì phải là chéo phụ chéo chính, trừ 3 nhân 2 đúng không các bạn, chéo phụ chéo chính đúng không, trừ 3 nhân 2 là âm 6, âm 6 trừ đi trừ 1 nhân 5 là âm 5, cộng 5 nhá, trừ trừ 5 là cộng 5 nữa, trừ 6 mà cộng 5 là âm 1 đúng không. Rồi che z đi xong rồi lại chéo chính như chéo phụ, trừ 1 nhân 0 là 0 này, trừ đi âm 3 nhân âm 1 thì là 3, đó, 0 trừ 3 là âm 3 đúng không, vậy thì ở đây mình sẽ có được là trừ 5, trừ 1, trừ 3. Ôi chết rồi, tính nhầm à? Trừ 6, cộng 5, âm 1, chưa thấy sai gì cả. Z, che Z đi, 0, cộng 0, trừ 3, vẫn chưa thấy sai. Hai trừ 3, âm 1. 1 trừ 2 âm 2 âm 1 2 AC trừ 3 0 5. Úi dồi, không bạn nào tính đúng luôn à? Ô chết rồi, toang rồi. Ô đúng không? Hay thầy tính nhầm đấy. Có đúng không nhỉ? Nhầm lại một lần nữa này, AB nhá, 2 trừ 3 âm 1, 1 trừ 2 âm 1, 1 trừ trừ 1 là 2, AC 0 trừ 3, 0 trừ 3 là âm 3, 2 trừ 2 là 0, 4 trừ trừ 1 là 5, x che x đi, trừ 5 trừ 0 là trừ 5, che y đi, chéo phụ cho chéo chính nhá, trừ 3 nhân 2 là trừ 6, trừ 6 cộng 5 là âm 1, che z đi, trừ 1 nhân 0 là 0, trừ đi 3 là âm 3. Úi dồi, đúng rồi mà, đúng không? Rồi, tính toán chưa chính xác đúng không? Nào, tiếp này, tiếp nào các bạn, nào, đến câu B nào, câu B, gỡ đi,
Câu B nếu mà làm đúng là ok, làm đúng thì vẫn đã rất là hiểu bài rồi. Vì câu B số 6 đúng không? Câu B số 6. Nếu bạn tính đúng là đảm bảo là mình đã biết cách tính rồi đấy. Nào, bây tính BC đúng không? Tính BC nào. BC thì mình lấy C trừ B thôi. Lấy C trừ B, 0 trừ tại sao cho vector đây nhỉ? 0 trừ 2 là âm 2 này. 2 trừ 1 là 1 này. 4 trừ 1 là 3 này. Rồi đúng không? Bây tính AG thì phải có điểm G đã. G là trọng tâm của tam giác ABC cộng 3 điểm lại với nhau rồi chia cho 3. Trọng tâm đúng không? 3 cộng 2 là 5. 5 cộng 0 là vẫn là 5, 5 chia 3. 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 2 là 5, 5 phần 3. Trừ 1 cộng 1 là 0, cộng 4 là 4, 4 chia phần 3 đúng không? Đấy, về tính AG nào. Nào các bạn tính xong chưa? Tính xong ạ, tính xong cái tích có hướng của BC nhân AG chưa? Nào tính đi nào, tính đi. Đừng lười, các bạn không lười, các bạn không lười, các bạn không làm được bài ấy, không về không làm lại được ấy. Bắt buộc phải tính nhá. AG nào, tính đi ở comment nào. Rồi, mới có 3 bạn thôi. Những bạn còn lại đâu, tính nhanh khẩn trương nào. AG lấy G trừ A đúng không? Lấy G trừ A 5 phần 3 mà trừ đi 3. 5 phần 3 mà trừ đi 3, trừ 4 phần 3. Các bạn nên nhầm nhiều. 5 phần 3 trừ 2, âm 1 phần 3. 4 phần 3 cộng 1, 4 phần 3 cộng 1 là 7 phần 3. Rồi, bây giờ mình sẽ có được tích có hướng này. Tích có hướng của BC và AG này. Rồi, đây là một cái thử thách đúng không? Trông khá là gian nan đây. Nào, che x đúng không? Che x đi. Che x đi, chéo chính chữ chéo phụ nào. Chéo chính chữ chéo phụ che x đi nhá, chỉ còn YZ thôi nhá. 1 nhân 7 phần 3 đúng không? 1 nhân 7 phần 3 là 7 phần 3 này. Trừ đi, trừ 1 nhân 3 thì là trừ 1. À, trừ 1 phần 3 nhân 3 là trừ 1 đúng không? Nhưng mà đây là trừ trừ thành cộng nhá, cộng 1 nhá. 7 phần 3 cộng 1 là 10 phần 3. X xong, đến Y nào, che Y đi. Nhưng mà ở giữa bị ngược nhá các bạn nhá. Ở giữa bị ngược phải là chéo phụ chéo chính nào. Trừ 4 phần 3 nhân 3 thì được là trừ 12. Đó, là được là trừ 4. Trừ 4 đúng không? Trừ 4 này, trừ đi chéo chính nào. Trừ 2 nhân 7 phần 3 là trừ 14 mà trừ trừ thành cộng nhá, 14 phần 3 nhá. Vậy ở đây mình sẽ được là trừ 12 cộng 14, trừ 12 cộng 14 là 2 phần 3. Rồi, Z nào. Che Z đi, chéo chính nhân chéo phụ, trừ 2 nhân trừ 1 phần 3 là 2 phần 3. Trừ trừ thành cộng này, trừ 4 phần 3 nhân 1 thì bằng âm 4 phần 3. Trừ trừ thành cộng nhá, 4 phần 3. Thì đây là 6 phần 3. 6 phần 3 thì là 2 đúng không? 6 phần 3 thì là 2. Đây, 10 phần 3, 2 phần 3 và 2. 10 phần 3, 3 và 2. Rồi, có mỗi bạn Tú Anh là chính xác thôi. Đúng không? Tú Anh là chính xác thôi. Những bạn còn lại chưa comment hoặc là chưa làm được à? Có bạn nào có vấn đề gì nhỉ? Tính toán thôi sao? Bị vấn đề gì đấy? Tính toán nhanh lên. Tính toán còn chậm nữa thì làm sao mà bật điểm cao được? Dối đúng không? Ừ. Thế là phải tính. Rồi, nhưng mà mình không còn nhiều thời gian nữa. Mình không còn nhiều thời gian để mình đi vào phần này đâu nhá. Thì mình sẽ luyện tập mà tiếp theo ở những cái bài ứng dụng tiếp. Nào, đến phần số 2 nào. Phần số 1 xong rồi đến phần số 2 nhé. Phần số 2 là ứng dụng. Phần số 2. Phần số 2 trong phần 2 La Mã nhá, vẫn là trong tích có hướng. Phần số 2 là ứng dụng của tích có hướng. Ứng dụng tích có hướng thì mình sẽ có hai ứng dụng của tích có hướng. Thật ra mình có rất là nhiều nhưng mà trong cái bài hôm nay thì mình chỉ học hai cái thôi. Đó là tính diện tích của tam giác. Có hai ứng dụng nhá. Ứng dụng đầu tiên là tính diện tích của tam giác. Đó, đi tam giác. Thì bây giờ đề bài cho tam giác ABC. Đề bài cho 3 điểm A, đề bài cho 3 điểm A nhá, cho điểm B nhá và cho điểm C. Cho 3 điểm, tọa độ 3 điểm đấy.
cho tọa độ 3 điểm A, B và C. Thì sau đó thì bài sẽ có câu hỏi là tính diện tích của tọa độ ABC khi mà mình biết ba đỉnh rồi, biết tọa độ ba đỉnh rồi đúng không? Thì bài này thật ra không phải bài khó, bởi vì mình cũng có thể làm được nếu mà mình không học tích cầu hướng. Đó là mình sẽ tìm ra chân đường cao H. Mình tìm ra chân đường cao H, sau đó mình tính độ dài AH và mình lấy 1/2 AH nhân BC, cho B và cho C rồi tính được BC. Nhưng mà cách này nó bị dài. Cách này nó bị dài. Và ở tích cầu hướng mình có một công cụ mình giúp các bạn tính một phát một dòng là xong. Đó, tính một dòng là xong. Thì mình có công thức là diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng, các bạn nhìn này, nhìn để làm nhá, 1/2. Đây là dấu gì? Tí nữa mình cùng nhau xử lý câu hỏi này nhá. Đây là dấu gì nhá? Các bạn phải biết được đây là dấu gì. Nó có hai cái ý nghĩa. Cái dấu này nó có hai cái ý nghĩa, bởi vì hai cái đấy nó đều ký hiệu là cái dấu thẳng đứng xuống, đúng không? Một là trị đối, hai là độ dài. Thì các bạn sẽ biết tí nữa thầy sẽ hỏi là cái này là cái gì nhá. Bên trong sẽ là tích có hướng, bên trong sẽ là tích có hướng của hai vector bất kỳ từ ba đỉnh này. Hai vector bất kỳ từ ba đỉnh này thường là thầy lấy AB và AC. Đó, hoặc các bạn có thể lấy thành gì nhỉ? Hoặc có thể bằng là 1/2 BA với BC cũng được nhá. Đó, BA BC cũng được, hoặc là CA với CB cũng được nhá. Cứ lấy hai vector bất kỳ từ ba điểm này, tích có hướng của nó là ra, đúng không nhỉ? Từ từ. Đến đây nào. Đến đây các bạn trả lời cho thầy biết được là cái dấu mà thầy đang muốn nói, cái dấu thẳng đứng xuống thế này, cái dấu này này, trong công thức của mình, đây là dấu độ dài hay là dấu trị tuyệt đối? Nào, các bạn nào nghĩ đây là dấu trị đối thì bấm số 1 nhá. Các bạn nào nghĩ đây là độ dài bấm số 2 nhá. Xem bạn nào hiểu bản chất vấn đề rồi. Đây là trị tuyệt đối thì bấm số 1, độ dài bấm số 2. Đó. Trị tuyệt đối số 1, độ dài bấm số 2. Để xem bao nhiêu các bạn đã hiểu cái mà thầy đã nói ở phần trên. Nào, các bạn comment đi, sai sẽ sửa, không sợ nhá. Các bạn không biết thì các bạn cảm nhận, các bạn nghĩ thế nào các bạn comment đấy. Bởi vì trong đi thi trắc nghiệm đúng không, mình không được phép bỏ qua, nếu mình có đáp án mình phải khoanh, đúng không nhở? Nào, các bạn cứ trả lời đi, sai mình nhớ thêm, không biết thì cứ comment bừa một cái để mình nhớ. Nào, đây là trị đối hay độ dài? Trị đối bấm phím 1 nhá, độ dài bấm phím 2 nhá. Đây là dấu gì nhở? Đây sẽ là dấu độ dài. Đây sẽ là dấu độ dài. Bởi vì sao? Bởi vì thầy vừa bảo các bạn đó là tích có hướng là một gì? Tích có hướng là một vector. Là một vector đúng không? Thì ở đây không có lý do gì để trị đối có vector, chẳng có ý nghĩa gì đúng không? Thì đây là độ dài vector thì mới có ý nghĩa. Đó, đây là dấu độ dài nhá. Đây sẽ là dấu độ dài. Rồi, ok. Vậy thì mình xong cái ứng dụng đầu tiên, đó là tính diện tích của tam giác. Bây giờ mình sẽ đến cái ứng dụng thứ hai là tính diện tích của hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành. Bây giờ cho hình bình hành ABCD. Cho hình bình hành ABCD. Được chưa? Tiếp theo là đề bài sẽ cho mình hình bình hành. Nếu mà đề bài cho hình bình hành rồi thì không cần phải cho 4 điểm, chỉ cần cho 3 thôi, điểm còn lại mình sẽ tìm được. Thì ở đây cho 3 điểm bất kỳ thì thầy lấy đánh 3 điểm bất kỳ nhá. Ví dụ như cho A, cho D, cho C chẳng hạn. Cho A nhá, cho D nhá và cho C nhá. Rồi, và đề bài yêu cầu mình tính diện tích của hình bình hành ABCD. Đề bài yêu cầu mình tính diện tích của hình bình hành ABCD. Vậy thì ở đây mình sẽ phải làm như thế nào? Đó. Thì thật ra có công thức nhưng mà thầy muốn mình cùng nhau xây dựng công thức nhá. Để tính được diện tích hình bình hành ABCD, các bạn nhớ lại công thức ở phần trên. Ở trên là mình tính được diện tích của tam giác đúng không? Có thể ở trên giúp mình tính diện tích của tam giác đúng không? Vậy thì bài này mình sẽ làm như sau này. Thầy sẽ đây. Thì có phải là diện tích của hình bình hành ABCD thì sẽ bằng 2 lần diện tích của tam giác ADC không? Đúng không? Tam giác ADC nhân đôi đúng không? Hai phần đấy thay bằng nhau nhá. Vậy thì mình lấy diện tích của tam giác ACD mình nhân đôi là xong. Vậy thì ở đây mình có được diện tích của hình bình hành ABCD thì sẽ bằng 2 lần diện tích của tam giác ACD đúng không? Và nào, mình áp dụng công thức nào. Nhớ luôn công thức nhá. 2 này. Nào, ACD cho 3 điểm rồi. Tính diện tam giác, công thức vừa cho xong, ứng dụng của nó nào, 1/2 dấu gì nhỉ, đây là gì nhỉ, độ dài đúng không, độ dài của tích có hướng hai vector bất kỳ từ ba điểm này, ACAD, DCA,
hoặc là CACD, tùy cái nào cũng được. Thì thầy là ACAD nhá, tích có hướng của ACAD đó, 22 hết đúng không? Đó, bằng độ dài tích có hướng của ACAD. Nhưng ở đây thì thầy cũng không bắt cả phải nhớ, bạn học hiểu, mình nên hiểu bản chất vấn đề để mình suy ra đúng không? Học thế nó mới hay. Thì mình có diện tam giác rồi, thì diện hình 12 thì gấp đôi diện tam giác là xong đúng không? Tính diện ACD xong, mình nhân đôi nữa là xong thôi. Rồi thì bây giờ mình học xong cái phần lý thuyết của tích có hướng rồi, và bây giờ mình sẽ chuyển sang một vài câu để mình ứng dụng và nhớ công thức này. Chuyển nhá. Đây. Câu số 4. Trong không gian cho hai điểm, trong không gian Oxyz cho A và cho B, thì bài cho điều bài bắt tính diện tích của tam giác OAB, bắt tính diện tích của tam giác OAB. Rồi, nào. Ở đây không cần vẽ hình luôn, không cần vẽ hình nhá, không vẽ hình nữa. Nào, S của OAB bằng gì? O là góc tọa độ nhá. 1/2 này. Độ dài của tích có hướng hai vector bất kỳ từ ba điểm này, lấy thông minh nên lấy cái gì? Lấy thông minh nên lấy OAOB nhá. OAOB là cái đơn giản nhất. Rồi, nào mình tính ra. Các bạn tính ra nhá. Ở đây mình có OA bằng bao nhiêu? OA vector OA nhá. Vector OA thì sẽ bằng là lấy A trừ O. O là 3 con 0 rồi, thế nên là vẫn là A thôi. Thế nên thì bảo các bạn nên lấy OAOB là như thế đấy. Vector OA chính là tọa độ điểm A thôi. Vector OB chính là tọa độ điểm B. Đó, rồi vậy thì từ đây mình suy ra được là cái tích có hướng của nó đúng không? Cái tích có hướng của nó thì sẽ bằng nào? X, Y, Z đúng không? Bây giờ các bạn che X đi, che X đi. Chéo chính chứ chéo phụ nào? Nhìn thầy nhận xem, thầy đọc công thức nhá, xem là các bạn đã tính nhầm đúng chưa này. 0 x 2 là 0. Trừ đi -1 nhân -1 là 1. 0 trừ đi 1 thì là -1. Xong x. Che y này. Che y này. Chéo phụ chéo chính nhá. Ở cái ở giữa bị ngược đúng không? Che y đi nhưng mà phải là chéo phụ chéo chính. 1 nhân -1 bằng -1. Trừ đi 1 x 2 là 2. Trừ 1 trừ 2 là -3. Z này, che Z đi. Nhưng mà Z thì vẫn là chéo chính như chéo phụ thôi. 1 x 1 là -1. Trừ đi 1 x 0 thì là 0. Trừ 1 trừ 0 thì vẫn là -1 đúng không? Vậy thì từ đây mình sẽ có được nào, đây là một vector không? Tích có hướng là một vector không? Vậy thì mình có công thức độ dài là bằng gì nhỉ? 1/2 này, căn bậc 2 của cho vector rồi, độ dài vector này nào, độ dài vector này mà 1 bình là 1 này, 3 bình là 9 này, 1 bình là 1 này. Vậy đây là căn của 11 đúng không? Căn 11 chia cho 2 nhá. Căn 11/2 là đáp án của câu này, đáp án C nhá. Câu 4 đáp án C. Đó, tính diện tam giác nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo này. Xong chưa? Chữa bài nào. 1 phút nhá. Rồi, tiếp chuyển sang câu tiếp theo này. Câu số 5. Câu số 5 nào, các bạn luyện tập ở đây nào. Luyện tập tính đi. Cho các bạn hẳn 2 phút đi. Cho 2 phút nhá. 7 đúng 7 giờ 7 sẽ chữa. Thầy ở đây có 3 bạn thì yêu cầu tất cả bạn làm được. Yêu cầu tất cả bạn ở đây đều làm được nhá. Nào, cho 3 ABC tính diện tích ABC quá đơn giản rồi. Tính nào. Đi học mà không thích làm, hiểu là một chuyện nhá, còn làm lại được không ấy, nó là một cái chặng đường khác đấy, nó là một cái vấn đề mà mình phải luyện tập. Ừ, nghỉ học vẫn phải làm bài tập về nhà chứ. Nghỉ học vẫn phải học như bình thường nhé. Nghỉ tuần đấy, tuần sau mà không học thì không thể theo được. Nghỉ học vẫn làm nhá.
Tiếp tục này. Ok chưa? Nào, comment đáp án chính xác nào. Câu 5 đáp án gì nào? Nắm chưa? Bảy giờ bảy rồi nhá, chưa ra. Rồi, bắt đầu rồi, bắt đầu kết quả rồi. Kim Tùng nào? Tuấn Anh nữa nào? À, Tuấn Anh comment đầu luôn rồi. Tuấn Anh comment đầu luôn này. Bảo Châu nào? Hà Vi nữa nhá. Comment nào cho thầy nhỉ? Bắt tính diện tích của tam giác ABC. Công thức có rồi, 1/2 độ dài của tích có hướng ABAC đúng không? Độ dài của tích có hướng ABAC. Thì đầu tiên mình tính cái tích có hướng này ra đã. Thì đầu tiên mình có được vector AB của mình sẽ được là bằng lấy B trừ A đúng không? 0 trừ 1 là âm 1 này. Trừ 1 là âm 2 này. 1 trừ 0 là 1 này. AB xong. AC nào? AC thì mình lấy C trừ A. 1 trừ 1 là 0 này. 2 trừ 1 là 1 này. 1 trừ 0 là 1 này. Từ đây mình suy ra được là tích có hướng của AB và AC sẽ bằng, nhìn thấy tính nhá, các bạn chú ý này, nhìn thấy đọc này, x của nó đúng không? Che x đi nào. Tính x thì che x đi. Còn y với z thôi đúng không? Chéo chính nhân chéo phụ nhá. Trừ 2 nhân 1 là âm 2 này. Âm 2 trừ đi 1 nhân 1 là 1 này. Và âm 3 đúng không? Tiếp theo che y đi. Che y mà phải là chéo phụ rồi chéo chính. 0 trừ 1 là... À, 0 nhân 1 là 0 này. Trừ đi. Trừ 1 nhân 1. Trừ 1 nhân 1 thì là cộng 1 nhá. Đó. Trừ trừ 1 mà. Trừ trừ 1 thì là 1. 0 cộng 1 là 1 này. Che z đi. Che z đi. Chéo chính nhân chéo phụ nào. Trừ 1 nhân 1 thì là âm 1. Trừ đi 0 nhân âm 2. 0 nhân âm 2 thì là 0 nhá. Vậy đây là bằng âm 1 đúng không? Rồi, vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 1/2 nhân căn bậc 2 của 3 trừ 3. Đây là vector rồi đúng không? Đây chính là vector tích có hướng này. Độ dài thì bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình cộng z bình thôi. Âm 3 bình là 9 nhá. 3, 1 bình là 1 nhá. Âm 1 bình là 1 nhá. Vậy đây là căn 11 đúng không? Căn 11/2 là kết quả của bài này. Căn 11/2, đáp án chính xác của mình là đáp án C. Căn 11/2. Ok, tính hơi chậm đúng không? Cố gắng tính nhanh lên. Hà Vi có làm được không em? Hà Vi ơi. Bạn Hà Vi có làm được bài không? Có, tại sao lại không comment nhỉ? Làm chậm à? Bảo Châu rồi. Rồi, ok nhá. Tính nhanh lên một tí. Tính một vài bài nhanh. Thế nên là mình mới phải tăng tốc độ đấy. Biết mà, biết là các bạn hiểu vấn đề đúng không? Nhưng mà các bạn làm bài kiểm tra các bạn không được điểm cao là lý do như vậy đấy. Thế là tính toán nó bị chậm. Tính toán nó cứ bị không tự tin ấy. Cứ bị tính nhầm ấy. Các bạn cứ sợ tính nhanh, tôi tự sợ tính nhanh, tính chậm bị nhầm đấy. Ok, thôi chuyển. Câu số 6 nhá. Câu số 6 cho hình bình hành. Câu này cho hình bình hành, ví dụ chắc là mình dùng thức hình bình hành ở đây rồi. Cho hình bình hành ABC AB. À không phải cho ABCD mà chỉ cho AB và giao điểm hai đường chéo thôi. Ok, vẽ hình nào. Bài vẽ hình ra nhá. Đó là gì nhỉ? A này, B này, C này, D này. Cho điểm A, cho điểm A, cho điểm B. Y là giao điểm của hai đường chéo. Y là giao điểm của hai đường chéo. Cho luôn điểm Y. Cho luôn điểm Y. Rồi, ok. Vậy thì bài đều hỏi là tính diện tích của hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành.
Ok, vậy thì câu này thường ấy, nếu mà đề bài cho điểm C thì tốt nhỉ. Mình tính dĩ của tam giác gì nhỉ? A, B, C rồi mình nhân đôi là xong đúng không? Nhưng mà lại cho điểm Y thì mình có làm được không? Cho điểm Y thì nhanh như này nhá, có hai kiểu bài này, có hai kiểu làm. Cách thứ nhất thì chắc là cách này các bạn hay 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 suy nghĩ này, bởi vì mình có Y là trung điểm của AC đúng không? Có A có Y rồi, chắc chắn suy ra được C, chắc chắn tìm được C. Sau đó thì sao? Tìm được C xong rồi thì sao? Xong rồi thì mình sẽ tính diện tích của tam giác ABC, sau nhân đôi ra thì bình hành đúng không? Nhân đôi ra thì bình hành. Thì nhưng mà bài này có một cách mà nó hay hơn, một cách nó hay hơn, nhưng mà cách này phải biết tính chất. Tính chất là gì? Tính chất là ở hình bình hành này hai đường chéo giao y đúng không, thì sẽ tạo thành bốn tam giác không, nó sẽ tạo thành bốn tam giác đúng không, và bốn tam giác này có diện tích bằng nhau đó. Hình bình hành nếu mà có giao điểm hai đường chéo thì tạo thành bốn tam giác có diện tích bằng nhau nhá. Thầy không nói là nó bằng nhau nhá, thầy nói là nó có diện tích bằng nhau đó. Vậy thì bây giờ mình chỉ cần tính diện tích của một hình ra rồi mình nhân 4 là xong đúng không? Mà hình một hình ở đây là tam giác gì luôn nhỉ? Tính luôn tam giác ABI. Ừ, mình có 3 điểm A, B và điểm Y rồi mà. Thì mình tính diện tích tam giác ABI ra rồi mình nhân 4 là xong đúng không? Thì đấy là cách hay nhất ở trong câu này. Đó, cách hay nhất ở trong câu này là mình sẽ có được là diện tích của tam giác, diện tích của hình bình hành ABCD thì sẽ bằng 4 lần diện tích của tam giác ABI. Rồi nào, áp ô công thức nào. Nhớ công thức không? Diện tam giác ABI nào, 1 phần 2 độ dài của tích có hướng hai vectơ bất kỳ từ ba điểm này nào, lấy AB và AI nhá, AB và AI đó. Rồi ok, vậy thì ở đây 4 với 2 còn 2 đúng không, hai lần độ dài, tí mình tính độ dài ra nào. Độ dài của vectơ tích có hướng nha. Đầu tiên mình phải tính tích có hướng ra trước đúng không, mình phải tính tích có hướng ra trước. Tính tích có hướng thì mình có được vectơ AB và vectơ AI đúng không. AB nào, AB thì lấy B trừ A thôi, lấy B trừ A, 2 trừ 1 là 1, 1 trừ 0 là 1, 2 trừ 1 thì là 1 tiếp đúng không. Rồi AI nào, AI thì lấy Y trừ A nhá, lấy Y trừ A, 3 phần 2 trừ 1 là 1 phần 2, 0 trừ 0 là 0, 3 phần 2 trừ 1 là 1 phần 2 tiếp. Rồi từ đây mình suy ra được là cái tích có hướng của AB và AI sẽ bằng nào, tọa độ của nó đúng không, tính x y z nào, che x đi, nhìn thầy đọc này, nhìn thầy đọc mình cùng nhau nhẩm này, 1 nhân 1 phần 2 là 1 phần 2, chéo chính chéo phụ nhá, trừ đi 0 nhân 1 là 0, 1 phần 2 trừ 0 vẫn là 1 phần 2. Y nào, che y đi nhưng mà phải là chéo phụ được chéo chính, cái ở giữa nó bị ngược, 1 phần 2 nhân 1 anh không hiểu em nói cái gì cả. Ok, che y này, 1 phần 2 nhân 1 là 1 phần 2 đúng không, trừ đi 1 nhân 1 phần 2 là 1 phần 2 nữa thì là không không. Tiếp tục z đúng không, z thì sao, z thì che z đi chéo chính thì chéo phụ nào, 1 nhân 0 thì là không này, trừ đi 1 phần 2 nhân 1 là 1 phần 2 này, vậy thì đây là 1 phần 2 đúng không, trừ 1 phần 2. Rồi nào, bây giờ có độ dài vector AB và có tích có hướng rồi đúng không, độ dài tích có hướng nhá, độ dài bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình cộng z bình, 1 phần 2 bình là 1 phần 4, 0 bình là 0, trừ 1 phần 2 bình vẫn là 1 phần 4. Vậy ở đây mình sẽ được là căn 2 nhá, căn 2, thì căn 2 chính là kết quả của câu này, đáp án là A, đáp án là A. Ok chưa, 6A. Rồi, 6A nhá. Các bạn nào sai thì có thể nhắn tin cho chị Linh và chị Linh sẽ chữa cho nhá, xem là sai ở đâu. Xong chưa nhỉ? Rồi, các bạn tính còn lại, các bạn tính cố gắng tính nhanh nhá, thì cuối giờ cho bạn cơ hội để bạn luyện tập đấy. Thì tí nữa mình làm hết sức nhá, làm hết sức nhá. Rồi, tiếp tục đến phần tiếp theo. Câu 7 mình làm được câu 7 đi. Rồi, câu 7 2, câu 7 là một cái ứng dụng của nó. Câu 7 sẽ là đề bài cho 3 điểm ABC. Tại một tam giác đúng không? Cho 3 điểm A, B và C.
Đề bài yêu cầu là tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh A của tangent ABC. Có nghĩa là đề bài yêu cầu mình tính cái AH này này. Đó, đề bài yêu cầu mình tính AH. Thì tính AH kiểu gì thì nhanh ở trong bài này đây. Tính AH kiểu gì thì nhanh trong bài này. Thì ở đây mình tất nhiên mình không tìm được điểm H cho mình tính AH rồi, điểm H khá là lâu cũng tương đối thì mình không nên, đúng không? Ở đây mình tận dụng cái công thức diện tích mình vừa tính ở trên đấy. Ở đây mình có được gì nhỉ? Mình có được là diện tích của tam giác ABC thì sẽ bằng là 1 phần 2 chiều cao nhân cạnh đáy, đúng không? Muốn tìm gì nhỉ? Muốn tìm đường cao từ đỉnh A, nghĩa là muốn tìm AH. Mình rút AH ra nào. Vậy thì AH thì sẽ bằng, các bạn nhân chéo lên đây chia BC xuống, thì bằng 2 lần diện tích của tam giác ABC chia cho BC. Mà làm sao nhỉ? Mà cho A, cho B, cho C. Vậy thì có tính diện tích tam giác ABC theo công thức ở trên không? Có. Cho B, cho C rồi, có tính độ dài BC được không? Cũng có, nốt nhá. Vậy thì mình sẽ tính được cả tử cả mẫu, đúng không? Và mình lấy tử chia mẫu là xong. Thì ở trong bài này mình có được là diện tích ABC, tính nhá, tính ra trên tử trước nhá, ABC này bằng 1/2 độ dài tích có hướng của AB và AC, đúng không? Thì sẽ bằng nào, AB nào, AB thì mình lấy B trừ A nhá, lấy B trừ A, 0 trừ 2 là âm 2 này, 3 trừ 0 là 3 này, 1 trừ 0 là 1 này. Làm nhanh hơn một chút nhá, AC nào, lấy C trừ A, trừ 1 trừ 2 là trừ 3 này, 4 trừ 0 là 4 này, 2 trừ 0 là 2 này. Rồi, vậy từ đây mình suy ra được là tích có hướng của AB và AC sẽ bằng, mình cùng nhẩm nhá, nhìn nhẩm với thầy nhá, chéo x đi, chéo chính như chéo phụ, 3 nhân 2 là 6, 6 trừ 4 nhân 1 là 4, 6 trừ 4 là 2. Tiếp tục che y đi, nhưng mà phải là chéo phụ chéo chính, trừ 3 nhân 1 là âm 3, âm 3 trừ đi âm 2 nhân 2 là âm 4, đúng không? Trừ 4 là cộng 4 nhá, thì là 1. Z che Z đi, chéo chính như chéo phụ này, trừ 2 nhân 4 là trừ 8, trừ 8 trừ đi, trừ 3 nhân 3 là trừ 9, cộng 9, đúng không? Là 1 nhá. Rồi, vậy đây nó sẽ là 1/2 của căn bậc 2, 2 bình là 4, 1 bình là 1, 1 bình nữa là 1. Vậy đây sẽ là căn 6 trên 2 à? Hơi xấu nhờ. Có căn 6 trong đáp án không? Rồi, trên tử xong nhá. B tính nhá, tính dưới mẫu nào. Mẫu là BC. Vậy thì mình tính vector BC ra trước đi. Tính vector BC ra trước rồi mình tính độ dài BC, đúng không? BC thì mình lấy C trừ B nào. Lấy C trừ B. Trừ 1, 4, 2, trừ đi 0, 3, 1. Trừ 1, trừ đi 0 là âm 1 này. 4 trừ 3 là 1 này, 2 trừ 1 là 1 này. Rồi, vậy từ đây mình suy ra BC sẽ bằng căn bậc 2 của một bình là căn 3 luôn nhá. Căn 3 luôn. Vậy đây mình sẽ được này, thay số nó thôi. 2 nhân diện tích đây. Căn 6 chia 2 chia cho BC là căn 3. Hết. Vậy căn 6 chia căn 3 được, căn 2 đúng không? Vậy căn 2 chính là độ dài chiều cao AH ở trong bài này. Đáp án mình sẽ là đáp án B. 7B nhá, căn 2. Đó. Rồi, chữa bài nếu mà chưa làm kịp. Mình còn một phần nữa. Rồi nhỉ. Tiếp tục nhá, chuyển này. Bạn nào chưa làm kịp thì bảo thầy nhá. Tiếp tục đến phần số 3. Tiếp theo là trong phần lý thuyết nhá, hôm nay mình học 3 phần mà. Tiếp theo phần số 3. 3 la mã đấy. Tích hỗn tạp. 3 la mã này. Tích hỗn tạp. Rồi, tích hỗn tạp nghe nó có vẻ như là nó nghe nó cũng hỗn tạp đúng không? Thì bây giờ tích hỗn tạp là cái gì? Tích hỗn tạp là kết hợp giữa cả tích có hướng và cả tích vô hướng. Đó, thì bây giờ để có được cái tích hỗn tạp thì mình phải có được 3 vector. A, B và C, đúng không? Thì tích hỗn tạp thì thầy bảo là tích là cái gì nhỉ? Kết hợp giữa cả tích có hướng và vô hướng, đúng không? Thì bây giờ nếu mà mình có 3 vector A, vector B, vector C
thì thầy muốn tính cái tích hỗn tạp của ba vector này thì nó sẽ gồm là sự kết hợp giữa cả tích có hướng và tích vô hướng. Cụ thể như sau này, thì nó sẽ là tích có hướng của hai cái trước. Thì đấy, các bạn thích hai cái nào cũng trước cũng được nhá. AB, A và B đi. Đây là tích có hướng đúng không? Sau đó nhân vô hướng với C, nhân vô hướng, đây là dấu nhân vô hướng này với C này. Đó, thì cái này gọi là tích hỗn tạp. Cái này gọi là tích hỗn tạp. Rồi nào, bây giờ tích vô hướng là một số, tích có hướng là một vector. Vậy tích hỗn tạp là một gì? Tích hỗn tạp là một gì các bạn? Đoán thử nào. Là một số hay là một vector? Một số comment số 1 nhá, là một vector comment số 2 nhá, thử suy nghĩ thử nào. Tích vô hướng là số, tích vô hướng là một số, tích có hướng là một vector. Vậy tích hỗn tạp là một vector hay là một số? Đó, cái kết quả của cái này này thì ra được là một vector hay là một số? Số hay vector nhỉ? Một số hay một vector nào? Đoán thử nào. Nó là một số, nó là một số, nó là một số. Tại vì sao như thế? Bởi vì nào, bây giờ nhá, ví dụ này, thầy tính cái này xong, tính cái tích có hướng này xong. Tích có hướng là một gì? Tích có hướng là một vector đúng không? Thì thầy tính ra từ cái vector D chẳng hạn, tính cái tích có hướng này ra vector D chẳng hạn. Vector D nhân vô hướng vector C đúng không? Hai cái này nhân vô hướng với nhau thì được một số không? Đúng không? Đây là cái kết quả cuối cùng đúng không? Vậy tích hỗn tạp mình ra được một số nhá. Tích hỗn tạp mình ra được một số. Và cái số này lại giúp mình có thêm một cái dạng bài tập nữa, bởi vì buổi hôm nay thì không có quá nhiều thời gian để giải thích cho các bạn nữa. Mà mình, bởi vì vừa rồi mình cái công cuộc tính toán mình hơi lâu, mất nhiều thời gian, thì ở đây thầy viết luôn nhá. Thì mình ở đây có một cái tính chất mà mình cũng cần phải nhớ, đó là nếu cái số này, thầy nhắc lại, tích hỗn tạp là một số này, nhưng mà nếu cái số đấy mà bằng không, nếu số ấy bằng không thì mình có được ba vector ABC đồng phẳng. Nếu số ấy bằng không thì ba vector này đồng phẳng. Rồi, và nếu mà cái số đấy khác không, nếu mà cái số đấy khác không thì ba vector ABC không đồng phẳng, không đồng phẳng. Rồi, ok chưa? Đó, phần số 1 nhá, cách tính nhá. Phần số 1 là cách tính nhá. Các tính như bình thường, các bạn tính tích có hướng trước, sau nhân vô hướng với nó đâu, là ra là một số nhá. Đó, rồi phần số 2 đi, ứng dụng nào. Ứng dụng nào, nhanh lên không, mình không kịp. Ứng dụng. Mình sẽ có hai ứng dụng ở trong bài cái tích hỗn tạp này, mình sẽ có hai ứng dụng. Thật ra là ba đấy, bởi vì ngay từ cái tính chất này mình đã có ngay một dạng bài tập đầu tiên rồi. Để bài nó sẽ có những cái bài tập kiểu như là tìm M để cho ba vector ABC của mình đồng phẳng ạ. Thì các bạn biết thừa đó là mình sẽ có tích vô hướng của nó, à tích hỗn tạp của nó bằng số 0 nhá. Tích hỗn tạp nó bằng số 0 thì ba vector ABC mình sẽ đồng phẳng. Đó thì có ngay được cái dạng bài tập đầu tiên rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo này, sẽ có một cái dạng bài tập nữa. Cái dạng bài tập này sẽ giúp mình tính được diện tích, tính được thể tích của tứ diện. Tính được thể tích của tứ diện. Rồi, thể tích của tứ diện. Thì bây giờ cho tứ diện ABCD. Cho một cái tứ diện ABCD. Cho tứ diện ABCD. Cho 4 điểm ABCD thì đúng hơn. Cho 4 đỉnh ABCD, cho A, cho B, cho C, cho D. Để bài yêu cầu mình tính thể tích của hình tứ diện này thì mình có cái công thức như sau. Mình có cái công thức tính thể tích. Thể tích của tứ diện ABCD thì sẽ bằng 1/6. Cái dấu này tí nữa sẽ hỏi đây là dấu có ý nghĩa là gì nhá. Tích hỗn tạp. Tích hỗn tạp của, là tích hỗn tạp thì cần phải có ba vector đúng không? Thì ba vector đấy lấy đâu ra nào? Ba vector đấy thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn chọn một đỉnh, chọn một đỉnh. Ở đây thì không chọn điểm A nữa. Chọn điểm A nó hơi bị gọi là nó hơi bị máy móc rồi đúng không? Chọn điểm C nhá. Chọn điểm C. Các bạn lấy ra ba vector, không cần vẽ thêm bất kỳ gì nhá. Lấy thêm ba vector cùng xuất từ điểm C nào. Lấy ba vector cùng xuất từ điểm C chính là gì nhỉ? Chính là CA đúng không? CB đúng không? Và CD đúng không? Thì nó là tích hỗn tạp của ba cái này, CA, CB và CD. Đó thì đầu tiên là tích có hướng trước đúng không? Tích có hướng của hai cái trước, hai cái nào trước cũng được nhá. Ở đây lấy CA và CB nhá.
CA và CB nhân vô hướng với CD, nhân vô hướng với CD. Đó, ok chưa? Rồi thì bây giờ con giải thích cho thầy là cái dấu này sẽ là dấu trị tuyệt đối hay là dấu độ dài nhỉ? Cái dấu này bây giờ là dấu trị tuyệt đối hay độ dài? Dấu này ở đây nó sẽ là, bây giờ nó sẽ là trị tuyệt đối, không phải độ dài nữa, bởi vì bên trong này là gì? Bên trong này là một số thôi đúng không? Một số thì phải là trị tuyệt đối của số đấy. Ok chưa? Rồi vậy thì ở đây này, các bạn lấy thêm một, viết thêm một cái nữa nhá. Ví dụ như là nếu mà bây giờ các bạn lấy điểm D đi chẳng hạn. Các chọn điểm D đi thì nó sẽ là ba vector cùng xuất điểm D, sẽ là DA, DB và DC đúng không? Thì tích hỗn tạp ba vector đấy nào, DA này, DB này nhân với vô hướng của DC nhá. Đó, ok. Đây là thể tích của tứ diện ABCD. Tiếp theo là mình có một cái ứng dụng nữa là tính thể tích của hình hộp. Tính thể tích của hình hộp. Đó, nào, hình hộp, các bạn vẽ hình hộp ra. Trong cái hình hộp đề bài sẽ cho mình, đề bài sẽ cho mình 4 điểm, cho mình 4 điểm. Điểm ở vị trí như nào thì nhìn vào công thức nhá, nhìn vào công thức là các bạn sẽ biết là đề bài sẽ cho mình như thế nào. Thì ở đây mình có công thức là thể tích của hình hộp, V của hình hộp thì sẽ bằng, các bỏ 1/6 đi, hình hộp thì không có 1/6 nữa, hình chóp mới có 1/6 nhá, nhớ hình chóp 1/6, hình hộp thì không có 1/6 nữa. Bên trong này sẽ là, đây trị đối đúng không? Vừa giải thích rồi, đây là trị đối. Ở bên trong này sẽ là một cái tích hỗn tạp. Hỗn tạp của cái gì nào? Các bạn lấy một đỉnh bất kỳ và không vẽ thêm bất kỳ gì nữa nhá. Ba vector cùng xuất phát từ đỉnh đấy nào. Ở đây thì lấy A nhé thôi. Bài trên thì lấy dạng C, lấy C, ở đây bài lấy A cho nó truyền thống nhá. Nào, ba vector cùng xuất điểm A nào. AB là 1 này. AD là 2 này. AA' là 3 đúng không? Thì nó là tích hỗn tạp của ba vector đấy. Nào, nó sẽ là tích có hướng của AB và AD trước nhá. Rồi nhân vô hướng với A phải. Nhân vô hướng với cả vector A phải. Đó, thì đây là công thức tính thể tích của hình hộp. Rồi các bạn viết ở đây nào, sau đó thì thầy sẽ ví dụ nhanh cho các bạn một bài. Đó, thì chỉ chắc là chỉ kịp ví dụ một câu thôi, chỉ kịp ví dụ một câu các bạn thôi. Xong chưa? Chụp màn hình nhá, nếu chưa xong nhá. Nào, chuyển này. Vai đồng phẳng này các bạn biết điều kiện chưa? Điều kiện là gì nhỉ? Để OAB, OAB, OA, OABC thẳng hàng đúng không? Thì khi vector OA, vector OB và SOC đồng phẳng. Đồng phẳng khi nào nhỉ? Đồng phẳng khi các bạn nhớ không? Tích hỗn tạp bằng 0. Đó, OA nhân OB tích có hướng nhá. Rồi nhân vô hướng với OC. Các phải bằng 0 nhá. Đó. Rồi nhưng mà thôi bài này bạn tự thay số vào. Thầy muốn về ví dụ một câu thể tích hình hộp đi. À tính thể tích hình chóp đi. Đây. Câu này. Câu này các bạn nhìn vào đây nào. Để bài cho 4 điểm ABCD tạo thành một cái tứ diện đúng không? Tứ diện ABCD. Ok chưa? Để bài cho 4 điểm A, B, C và D cho cả 4 điểm luôn. Để bài yêu cầu mình tính thể tích của tứ diện. Đúng công thức của mình rồi. Đúng công thức rồi. V của ABCD bằng gì này? Các bạn nhớ là hình chóp thì có 1/6 nha. 1/6 trị đối của tích hỗn tạp. 3 vector cùng xuất phát từ một điểm. Thì ở đây thầy lấy điểm A nhá. Đỉnh A nhá. Thì là AB này, AC này và AD đúng không? Đó. Tích hỗn tạp của AB với AC là tích có hướng này, sau đó nhân vô hướng với AD. Rồi để tính cái cụm này ra nào, tính cái cụm này ra thì đầu tiên là mình phải tính được AB trước đúng không, vector AB trước nào, vector B thì lấy B trừ A, 1 trừ 2 âm 1, trừ 1 trừ 0 là âm 1, trừ 2 trừ 2 là trừ 4, AB xong. AC nào, AC thì mình được lấy C trừ A nhé, trừ 1 trừ 2 là trừ 3, 1 trừ 0 là 1,
0 trừ 2 là âm 2. Từ đây mình có được tích có hướng của AB và AC. Tính tích có hướng trước nhá, xong mình nhân vô hướng sau. Tích có hướng của nó bằng này, x che x đi đúng không? Tính x thì che x đi, chéo chính thì chéo phụ, các bạn nhìn thấy nhẩm nhá, để xem là các bạn đã chuẩn công thức chưa. Che x đi này, chéo chính thì chéo phụ, trừ 1 nhân trừ 2 là 2, trừ đi 1 nhân âm 4 là âm 4 đúng không? Trừ trừ 4 là cộng 4 nhá, đây là 6. Che y này, che y đi, nhưng mà ở giữa bị ngược, vậy thì nó phải là trừ 3 nhân trừ 4 thì là 12. 12 trừ đi, trừ 1 nhân trừ 2, trừ 1 nhân trừ 2 thì là 2 đúng không? Dương 2 đúng không? Đây là 10. Che z đi nào, chéo chính chéo phụ, trừ 1 nhân trừ 1 là âm 1, trừ 3 nhân trừ 1 là trừ 3 là 3 đúng không? Trừ 1 trừ 3 là trừ 4. Ok, tiếp tục, chưa xong nhá, đây mới chỉ tính được cái tích có hướng ra thôi này. Mình phải nhân vô hướng với AD nữa, thì tính theo vector AD nào. Vector AD thì lấy điểm D trừ đi điểm A, lấy được điểm D trừ điểm A, trừ 2 trừ 2 là trừ 4, 1 trừ 0 là 1, 2 trừ 2 là 0. Rồi, sau đó thì bằng này, lắp ở đây lắp được số rồi. Tích vô hướng đúng không? Tích vô hướng thì bằng x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z. Nào, có tích vô hướng của cái có hướng này này với cả AD đúng không? Nghe mình lấy hai cái này nhân với nhau, x nhân x cộng y nhân y cộng z nhân z. 4 nhân trừ 24, 4 nhân 6 nhân trừ 4 trừ 24, 10 nhân 1 cộng 10, trừ 4 nhân 0 là 0. Rồi vậy ở đây mình được là trừ 24 cộng 10 là trừ 14, nên trị đối đúng không thì là 14/6, chia cho 2 được này thì bằng 7/3 là kết quả của câu này, đáp án là đáp án D đó. Thì buổi hôm nay thì thầy chỉ kịp ví dụ cho các bạn câu này thôi đó, các bạn chữa vào nhá. Rồi, bài này là bài cực kỳ quan trọng đấy, nó giống như đạo hàm ở trong hàm số đấy. Về sau thì gần như là bài nào dạng tất cả những dạng toán đằng sau, những phương trình đường thẳng, những phương trình mặt phẳng đều phải tính cái tích có hướng ra hết đó. Thế nên là các bạn nào tính bài này hơi chậm thì các bạn ấy nhá, sẽ phải luyện tập lại. Rồi, những cái bạn lớp 12 này thì đến đây chưa xong đâu nhá, thì vừa phổ biến lại rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ lên SHAP luôn, các bạn lên SHAP, các bạn sẽ làm cho thầy cái bài test hệ trục tọa độ nhá, bài test hệ trục tọa độ trong vòng 20 phút. Làm xong thì chị Linh sẽ chữa cho từng bạn, được chưa? Rồi bây giờ lên làm đi, làm xong thì buổi họp hôm nay mình mới kết thúc. Rồi, xin chào các bạn.